Vâng, xin chào tất cả các bác. Trong những thời gian gần đây thì rất nhiều những bộ sàn combo karaoke được phối ghép bởi cặp loa B12. Đây là phiên bản B12, phiên bản mới nhất năm nay. Và hiện tại thì bên em đang phối ghép rất nhiều nền tảng cho rất nhiều các bác khách hàng khác nhau. Và trong đơn hàng ngày hôm nay thì là đơn hàng của anh Phương, anh ở xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Và trong bộ combo này thì anh sẽ sở hữu cho mình một đôi loa B12 kết hợp cùng với một chiếc đẩy X22 Pro DAC và bộ mic không dây tắt kèm VK4 số 9. X22 Pro DAC cũng là một trong những cái sản phẩm rất là hot, và khi kết hợp cùng với B12 thì chúng ta sẽ có một bộ đôi rất là thực dụng, rất là thực chiến với rất là nhiều những cái nhu cầu và những cái yếu tố để chúng ta khai thác khác nhau. Ví dụ như B12 là một đôi loa với hình thức rất đẹp, có thể cho chúng ta những khả năng trình diễn karaoke, những bản nhạc rất hay, rất mượt mà. Còn X22 Pro DAC lại là một sản phẩm hỗ trợ tốt cho đôi B12 thực hiện được những cái nhu cầu đấy. Khi X22 Pro DAC là một sản phẩm có thể tích hợp rất là nhiều những công nghệ mới bây giờ. Ví dụ như sẽ cho chúng ta được những tiếng echo reverb hay, những cái phần loudness tự nhiên này, hoặc là những cái phần những cái chế độ chống hú để cho chiếc sản phẩm chúng ta chống hú tuyệt đối. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ có 6 mốt tương ứng với 6 chế độ. Chế độ này là chế độ mặc định giữa nhà sản xuất và những đội ngũ anh em kỹ thuật G-Cardio phối hợp cùng nhau để đưa đến cho các bác. Chúng ta sẽ có chế độ nghe nhạc này, chúng ta sẽ có chế độ xem phim này, chế độ hát karaoke này, và đặc biệt chúng ta cũng có thể sử dụng những chế độ dành cho giọng nữ hát karaoke, giọng nam hát karaoke và rất nhiều những tính năng khác. Và yêu cầu của các bác như thế nào bên em sẽ cài đặt các bác như vậy. Và khi các bác nhận thiết bị thì các bác làm gì ạ? Các bác chỉ việc kết nối, tăng giảm âm lượng, và chúng ta đã có một chiếc điều khiển từ xa để chúng ta điều chỉnh rồi. Và tất cả những cái chế độ đấy thì chúng ta sử dụng ở trên chiếc điều khiển từ xa và sẽ rất là dễ để chúng ta sử dụng, trong khi một thiết bị công nghệ mà lại có thể cho chúng ta được một cái trải nghiệm nó tuyệt vời, dễ dùng như vậy. Và trong bộ cấu hình này thì với mức giá trị đầu tư các bạn đang xem bao nhiêu ạ? Rất là rẻ thôi ạ, giá chỉ 25 triệu, và có tặng kèm một mic không dây, tặng kèm miễn phí vận chuyển, tặng kèm dây jack kết nối. Và ngay sau đây thì em sẽ test thử một bản karaoke để chúng ta nghe chất âm của bài hát em sẽ hát luôn bài Gánh Mẹ này, để chúng ta sẽ kiểm tra chất âm khi B12 phiên bản mới này phối hợp với một chiếc đẩy liền vang X22 sẽ cho lại chúng ta chất âm như thế nào. Và bộ mic không dây tặng kèm là bộ mic 4 số 9, em sẽ hát tặng cho các bạn. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tâm gánh con, cho con gánh mẹ đâu đó, cả lòng mẹ đã gánh con yên trời. Ngày xưa mẹ gánh áo, con xin gánh lại những người mẹ xưa. Đường đời sương gió bình, vì con hạnh phúc chẳng gian nan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gây với lại mẹ để sau đây anh chính là con karaoke dành cho anh Phương, anh ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Vâng, và các bác có nhu cầu sở hữu những bộ dàn tương tự thì xin mời ghé qua 133 Phố Trần Đông, Long Biên, Hà Nội để chúng ta có cơ hội được trải nghiệm thực tế trực tiếp. Còn nếu các bác ở xa thì có thể gọi điện đến hai số điện thoại hotline, bên em sẽ tư vấn thêm cũng như dành cho chúng ta những chương trình ưu đãi khuyến mại nhất đang có trong cái dịp để các bác mua hàng. Và sau đây thì em xin phép được khép lại video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau nhé.